Bệnh dại tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro rất lớn cho con người. Đầu 2023, thành phố Biên Hòa đã thực hiện tiêm ngừa bệnh dại miễn phí cho đàn chó mèo diện rộng. Tuy nhiên đến nay, thời gian miễn dịch đã kết thúc. Phụ thuộc vào ý thức người dân trong việc tiêm ngừa cho vật nuôi, nguy cơ dịch bệnh dại trong những ngày cuối năm được đánh giá khá cao. Chỉ trong hơn một tháng nay, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa đã phát hiện 3 trường hợp về chó dại cắn người, đặc biệt đối tượng bị chó dại tấn công đa phần là trẻ em. Vì vậy, việc tiêm ngừa bệnh dại cho vật nuôi và ý thức không thả rong chó, mèo còn được kiểm soát nghiêm ngặt. Ngay khi nhận được thông tin dịch bệnh, đội ngũ thú y thành phố đã trực tiếp điều tra dịch tễ, phân loại nhóm nguy cơ cao, vận động người bị chó cắn tiêm kháng huyết thanh và giám sát tiêu hủy, không để dịch bệnh lây lan rộng. Phòng dại cho chó là rất là cần thiết đối với những hộ mà có nuôi chó đấy. Và thứ hai là qua đây thì tôi cũng mong rằng gửi lời tới những cái gia đình mà có con nuôi những cái con chó đấy, thì thứ nhất là mình nên đưa đi tiêm phòng theo định kỳ, và thứ hai là nên mình có cái hướng mà nuôi nhốt thì nó sẽ rất là tốt, vừa đảm bảo cho trật tự cho mình, và thứ hai là cũng đảm bảo cho sức khỏe cho người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ. Trong năm 2023, thành phố Biên Hòa đã tiêm hơn 31.000 liều, trong đó gần 6.000 liều khẩn cấp. Tháng 11 tiêm gần 800 liều, trong đó có phường Trảng Dài thuộc vùng nguy cơ cao và dịch bệnh và các phường tiếp giáp gồm Tân Phong, Tân Hiệp, Hố Nai được ưu tiên. Các liều tiêm được thành phố bố trí đều là tiêm miễn phí hoặc có mức trợ giá. Cộng tác viên tiêm phòng thống kê số lượng và tiêm tại nhà cho người dân. Tuy nhiên tới nay thời gian miễn dịch các mũi tiêm đã hết, số lượng chó mèo qua từng năm lại tăng cao. Vì vậy lực lượng thành phố không để đáp ứng nhu cầu tiêm ngừa trên toàn thành phố. Thì trên cơ sở đó chúng tôi cũng đã xin ý kiến của lãnh đạo thành phố về việc là sẽ thành lập cái tổ là kiểm tra và xử lý chó thả rong trên địa bàn phường. Theo cái tinh thần chỉ đạo của thành phố thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền yêu cầu các hộ dân nuôi chó thì phải chích ngừa tiêm phòng cách tiêm phòng dạy một cách là hiệu quả nhất. Người dân cần nâng cao ý thức thực hiện tiêm ngừa an toàn, kiểm soát, không thả rong, phải sọ mõm, phải báo với địa phương hoặc cơ sở y tế gần nhất khi phát hiện trường hợp chó mèo cắn vào người để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.